Thế gì? À, cắt kiểu môi cắt chéo à. Cắt luôn nhá. Vỉa đây. Rồi, vỉa từ từ thôi. Quánh quả môi cắt chéo. Đẹp đẹp vào nhá. Ok. Thế sau gáy nữa. Ok. Ai 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 ai. Đéo ơi đặt cắt đau đấy, cắt đây, cắt nhẹ nhàng thôi. Quánh nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng tình cảm thôi. Đấy. Đây cắt tóc chính ở đây đây các ông cháu ạ. Ôi rồi được đấy. Ôi rồi ơi được 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 được. Lại xong tí vuốt luôn nhá Thịnh nhá. Tí vuốt tóc vuốt tùm đàng hoàng đi nhá. Được đấy, đưa nhẹ nhàng thôi, đúng rồi cắt đi. Thịnh là đúng tay đao tay búa rồi các ông cháu ạ. Idol cháu đây rồi. Đi. Quả môi cần chéo đâu nhà Thịnh nhá. Em ơi. Đẹp phết nhá. Em bao tiền đấy? Dầm 100 ạ. Béo đặt đấy. Thì 50.000 đấy nhá. Thôi lấy 100 thì cầm rồi em 100 bo luôn cho Thịnh 100 nữa. Về nhá. Cắt đẹp quá bo 100 luôn. Ok.